sẽ học buổi tiên lâm sàng thần kinh đầu tiên. Buổi này buổi online thì nếu như theo chương trình á, thì sau buổi online này các em sẽ có một buổi ôn tập nữa. Tức là về phần trình bày của bài này bao gồm có 3 phần. Phần thứ nhất tức là liên quan về việc phân tích hỏi bệnh những cái vấn đề liên quan đến việc thăm khám về thần kinh. Phần thứ hai là phần thăm khám thực thể trên lâm sàng. Thì phần này thông thường nếu mà dạy trên lớp á, thì thầy sẽ hướng dẫn trực tiếp ở trên một em sinh viên đồng thời trình bày ở trên slide. Nhưng mà với tình trạng này thì hiện nay thầy sẽ cho các em quay những cái video trình bày về cách khám. Còn cái buổi ôn tập thì các em sẽ có những thắc mắc thì thầy sẽ giải đáp và hướng dẫn trực tiếp ở trên mô hình hoặc là giống như trên một bàn sinh viên tình nguyện. Phần thứ ba thông thường của một bài học đó là phần để các em thực tập. Thực tập ở đây thì nghĩa là thực tập đóng vai tình huống lâm sàng. Các em sẽ đóng vai là một bác sĩ ở phòng khám nhi và tiến hành thăm khám về một cái yêu cầu cụ thể. Đối với bài tiên lâm sàng thân tính thì thầy yêu cầu là khám về hội chứng mảng não. Thì cái này ở đây không thể hướng dẫn được, nhưng mà thầy đã quay lại một cái đoạn video đóng vai, thầy chính là người đóng vai đó, và một bà mẹ tức là một bác sĩ nội trú đã đóng vai. Thì cái phần tình huống này á, thầy Nam Anh tức là giáo vụ 44 sẽ gửi cho các em cái đường link video để coi sau. Và các em lưu ý rằng á, cái tình huống lâm sàng này khi các em đóng vai á, cũng sẽ là cái tình huống mà các em sẽ thi, có nghĩa là các em học gì các em thi nấy, đó là tình huống mà các em thi luôn, không có gì thay đổi hết á. Rồi thế đó là đối với chuyên khoa thần kinh đó nha. Còn đối với các tiên lâm sàng của các cái mà chuyên khoa khác á, thì tùy thuộc vào yêu cầu các thầy cô sẽ nói cụ thể cho các em. Còn về chuyên khoa thần kinh là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài giảng. Các em thấy slide trên bài chưa hả? Rồi các bạn nào mà học lại hay học cải thiện thì em cứ học bình thường. Còn cái chuyện mà xác nhận á, thì vài bữa nói sau. Em là thấy slide chưa? Rồi tốt, bây giờ chúng ta bắt đầu vào ấy. Thì khám thần kinh ở trẻ em cũng tương tự đối với khám các cơ quan khác, có nghĩa là các em phải đi từ phần hỏi bệnh tức là phần cơ năng đến thăm khám thực thể trên lâm sàng. Từ các cái triệu chứng cơ năng và thực thể đó, các em sẽ gom lại những cái triệu chứng thành hội chứng và định hướng ra bệnh lý các em cần quan tâm. Thì khi đã định hướng được cái bệnh lý thì em sẽ đề nghị các tầng lâm sàng để chẩn đoán xác định bệnh lý đó và hỗ trợ cho việc chẩn đoán của các em. Thì tương tự giống như các cơ quan khác thì bây giờ chúng ta cũng sẽ đi lần lượt từ các kỹ năng. Đầu tiên đó là kỹ năng về hỏi bệnh. Hỏi bệnh thì bao gồm hỏi về tiền sử và bệnh sử. Thì đối với việc thăm khám của hệ thần kinh á, thì tiền sử nó đóng vai trò rất là quan trọng, giúp các em gợi ý định hướng chẩn đoán. Việc thăm khám của hệ thần kinh của trẻ em á, khi mà đánh giá, nó đã đánh giá bắt đầu kể từ lúc hệ thần kinh bắt đầu phát triển, đó là ngày thứ 18 của thai kỳ, được chưa? Cho nên việc khai thác về tiền sử để đánh giá hồi mang thai nó có vấn đề gì hay không, nó cũng có thể ảnh hưởng đến việc thăm khám hệ thần kinh của em. Và vào phần cụ thể sẽ nêu một số ví dụ. Để khai thác tiền sử thì như thầy đã nói, chúng ta sẽ bắt đầu khai thác kể từ lúc hệ thần kinh được hoàn thành phát triển, bắt đầu phát triển và hoàn thành. Thì bắt đầu phát triển là từ khi nào? Bắt đầu phát triển là từ ngày 18 của thai kỳ. Thì nhắc lại một tí ở đấy á, lý do mà vì sao hồi học các em học di truyền chẳng hạn á, thì cái lời khuyên cho các ba mẹ mang dị tật bẩm, đứa trẻ sinh ra có dị tật về bẩm sinh về thần kinh như hở ống thần kinh chẳng hạn á, là phải uống cái axit folic và vitamin B9 á trước khi quá trình mang thai nha. Thì vì sao? Vì hệ thần kinh nó phát triển, bắt đầu phát triển từ ngày thứ 18 của thai kỳ. Ngày thụ thai á là ngày thứ 14. Thì thông thường á, để mà phát hiện ra được phụ nữ mang thai, nếu như mà họ không có cố ý á, thì thông thường khi nào trễ kinh á thì họ mới bắt đầu đi lấy làm cái que test thử thai. Mà khi đã trễ kinh rồi á thì phải
hầu như là vượt quá trễ kinh từ 5 đến 10 ngày thì họ mới bắt đầu thử. Thì khi mà trễ kinh như vậy rồi á thì nó vượt quá ngày thứ 18 rồi, nên nếu như mà ngày thứ 18 á, là hệ thần kinh đã bắt đầu nó phát triển rồi, cho nên lúc này bổ sung có giá trị như thế hết á. Đó là lý do mà người ta phải cho uống axit folic trước khi mang thai, rồi nó mới có mang tính chất gọi là dự phòng dị tật bẩm sinh của hệ thần kinh. Rồi vậy thì cái gì nó tác động vào ảnh hưởng phát triển của hệ thần kinh trong quá trình mang thai? Thì ở đây thầy sẽ cho những cái ví dụ chỉ tập trung vào vấn đề bất thường về hệ thần kinh, nó ảnh hưởng bất thường hệ thần kinh trong quá trình mang thai mà thôi, mặc dù những yếu tố này nó vẫn có thể ảnh hưởng đến những các cơ quan khác. Rồi vậy thì trong quá trình mang thai, đặc biệt là 3 tháng đầu của thai kỳ, vì đặc biệt ngày thứ 18 của thai kỳ nó bắt đầu bắt đầu phát triển của hệ thần kinh, cho nên là 3 tháng đầu là cái thời gian quan trọng mình phải hỏi. Mình hỏi cái gì ở trong 3 tháng đầu của thai kỳ này? Đó là yếu tố ảnh hưởng đến phát triển của hệ thần kinh, trong đó người ta nhắc đến rất là nhiều, đó là hệ nhiễm virus bào thai, là hệ quả của nhiễm virus bào thai. Thì trên slide các em thấy á, chữ thóc màu đỏ trên slide á, đó là từ viết tắt của nhóm virus nó ảnh hưởng đến phát triển của hệ thần kinh cũng như ảnh hưởng phát triển các cơ quan khác. Nhưng ở đây thì nhắc đến hệ thần kinh thôi. T đó là toxoplasma gondii, R đó là rubella, C là cytomegalovirus và H là herpes simplex. Còn chữ O thì một số họ nói là toxo cho nên là TO, nhưng thực ra chữ O ở đây thì là other, có nghĩa là có những cái con virus khác ảnh hưởng nhưng mà người ta không nhắc tới nhiều nha. Thì trong số những cái con mà thầy vừa nói á thì toxoplasma gondii là ký sinh trùng chứ không phải là virus, nhưng người ta vẫn ghép vào cái nhóm này. Toxoplasma gondii á là ký sinh trùng hay gặp ở nơi mèo á, mèo đặc biệt là trong phân mèo. Vì vậy người ta khuyến là những bà mẹ mang thai á, đừng có trong gia đình mà có nuôi mèo á, thì trong giai đoạn này đừng có ốm huống thảm thiết gì con mèo này hết á. Khi mà nhiễm với con toxoplasma gondii này á, ở người bình thường ví dụ giống như em chẳng hạn không mang thai thì dạng giống như nhiễm một cái con giun nội khác mà thôi, có nghĩa là có thể biểu hiện rối loạn tiêu hóa rồi sốt nhẹ nổi ban mẩn ngứa, không ảnh hưởng vấn đề gì hết á. Và cả những cái con khác cũng vậy, ví dụ giống như rubella hoặc là sợi đứt chẳng hạn, thì sốt này, chảy mũi nước này, rồi nổi ban từ vùng thân lan ra cả gốc chi, rồi cảm giác ngứa rồi hết sốt, giống như một cái cảm cúm thông thường thôi. Nhưng mà đối với một bà mẹ mang thai khi nhiễm cái này nó để lại hậu quả rất lớn, đặc biệt là về mặt hệ thần kinh. Ví dụ giống như toxoplasma gondii thì đứa trẻ sau này sẽ có tình trạng chậm phát triển tính thần vận động, có nghĩa là chậm việc lập, chậm việc đi vân vân, rồi chậm ảnh hưởng về mặt trí tuệ, về học tập, khả năng bị bệnh lý động kinh sau này. Rubella thì nó cũng tương tự giống như vậy, trẻ thì thường có tình trạng là dạng não thất, vối hóa rải rác ở não thất, rồi chậm phát triển về tính thần vận động nha. Nên ngoài cái rubella, nên ngoài cái quan hệ thần kinh nó còn biểu hiện những cơ quan khác, ví dụ giống như tim mạch chẳng hạn, nên nó cũng có thể ảnh hưởng về bệnh lý là thông sang nhị thất. Rồi về mắt nó gây ra tình trạng đục thủy tinh tế. Nói chung là khi mà nhiễm ở trong 3 tháng đầu này, tức là 3 tháng mà hình thành các cơ quan ban đầu á, thì những cái nhóm này nó ảnh hưởng rất là lớn. Nếu đứa trẻ nó sống được thì nó sẽ bị nhiều dị tật, còn nếu như mà dị tật quá nặng nề thì trẻ sẽ mất ở trong bào thai luôn nha, người ta gọi là thai lưu. Rồi cytomegalovirus CMV thì con này á, đối với người lớn thì họ hay nhắc nhiều tới trong các bệnh lý suy giảm miễn dịch hoặc là trong ghép tạng chẳng hạn. Vì sao? Vì con này nó hoạt động ở những cái cơ thể mà có tình trạng mức cái miễn dịch nó giảm xuống nhá, thì nó gây ra các cái nhóm bệnh lý cơ hội. Thì trong cái nhóm này thì con này nó gây ra rất là nhiều. Thì ở những bệnh nhân ghép tạng á, do người ta sử dụng các thuốc ức chế về miễn dịch nên người ta gây ra tình trạng suy giảm miễn dịch. Thì khi mà cái con này nó hoạt động á, thì nó gây ra tình trạng là suy gan, suy tim này, rồi bệnh lý não cấp nhá, cho nên là rất là đấy là rất là nặng nề. Đó là lý do mà có nhiều người dù họ có ý
rất là cao cả, nghĩa là họ muốn hiến tạng của mình, nhưng mà nếu như họ xét nghiệm bị nhiễm cái con này thì họ không thể hiến tạng được. Em lưu ý rằng khi mà nhiễm cái con này á, mà trong cái thời điểm bình thường, có nghĩa là cơ thể một người bình thường không có suy giảm miễn dịch gì hết, thì con này nó sống hòa bình với chúng ta, nó không có cái ra biểu hiện tác hại gì hết á nhé. Nhưng mà khi mà đã có tình trạng miễn dịch suy giảm xuống thì nó bắt đầu mới bùng bệnh nhé. Thì đối với cái nhóm này á, trong thời kỳ mang thai á, nó cũng ảnh hưởng rất là lớn. Thì em biết rằng một bà mẹ khi mang thai thì đứa con á được xem á là một cái vật thể ngoài lai, vì nó chỉ mang một nửa ADN của mẹ thôi, còn lại một nửa ADN của bố nhé. Thì nếu như mà sức miễn dịch vẫn bình thường á, thì đứa trẻ này thông thường là có thể bị tấn công, có nghĩa là cơ thể nó sẽ loại thải cái thai này ra ngoài nha. Thì giả thuyết người ta đặt ra là trong thời kỳ này đối với ba mẹ mang thai á, thì sự miễn dịch của ba mẹ nó có kém xuống để làm gì, để cho khỏi bài trừ cái đứa con đưa cái thai này ra ngoài nha. Thì khi mà miễn dịch của ba mẹ nó suy giảm xuống, đó là cơ hội để cho nhóm CMV này nó hoạt động. Thì đối với những đứa trẻ mà bị nhiễm CMV thì nó cũng tương tự giống như những đứa trẻ nhiễm virus bào thai khác, nó sinh ra thường có tình trạng là tật đầu nhỏ, thọt trọng sớm, dạng não thất, vôi hóa quanh não thất, chậm phát triển tinh thần vận động, nguy cơ bị bệnh lý động kinh sau này. Và đặc biệt cái nhóm con CMV này á, nó còn có thải tính đặc biệt về gan, có nghĩa là nó tấn công ở nơi gan á. Nên sau này khi em đi về nhi, đặc biệt là khoa nhi lây và bệnh lý truyền nhiễm á, thì em thấy rằng nó khác biệt với người lớn á, là các bệnh lý về viêm gan, viêm gan B, viêm gan C hay nổi trội, hay viêm gan do rượu hay nổi trội. Còn đối với trẻ con á, thì viêm gan B, viêm gan C là vẫn có, nhưng không phải là nhóm mà gây ra tình trạng bệnh lý cấp tính nặng ở trong giai đoạn ở trẻ con này, mà là nhóm viêm gan do các virus khác. Đặc biệt trong nhóm viêm gan CMV này thông thường rất là nặng, nó diễn tiến tới xơ gan nhanh nhé, và đứa trẻ thường là tử vong do các biến chứng khác của xơ gan. VH và herpes simplex thì con virus này á, nhà em đã cũng biết nhiều rồi. Thì đối với các em khi mà nhiễm cái con này, đó là hệ giống herpes này á, thì các em hay gặp trên lâm sàng hay biểu hiện là tình trạng thủy đậu chẳng hạn. Thì cái nhóm herpes simplex thì có cả hai nhóm là HIV1, HIV2, cái này cũng không không phải nhóm thủy đậu là nhóm khác. Thì HIV1, HIV2 á, thì trong hai cái này, một cái á, là nó biểu hiện ở nơi cái vùng mũi miệng, ở vùng ở đường trên, thứ hai á, là nhiễm quá về cơ quan sinh dục. Thì nhóm mà hai ảnh hưởng á, nó liên quan đến nhiễm cơ quan sinh dục. Thì dương từ giống như cái mà nhóm nhiễm virus bào thai khác, thì hậu quả về hệ thần kinh á, thì nó tương tự nhau. Tuy nhiên thì nhóm hết phát á, thì lại có thuốc để điều trị, trong khi những cái nhóm khác á, thì thuộc về điều trị thì lại không có. Còn CMV á, thì đối với cái nhóm mà ái tính về gan, có nghĩa là sau này biểu hiện bởi tình trạng viêm gan CMV á, thì hiện tại cũng có thuốc để điều trị nhưng mà hiệu quả thì không cao. Thì nói tóm lại đối với con này, khi mà thầy nói cho các em biết, có nghĩa là khi phân tích này để cho các em biết hậu quả nó nặng nề như thế nào nếu bị ảnh hưởng trong quá trình mang thai. Còn đối với người bình thường nhiễm ở trong giai đoạn không mang thai thì hầu như là những biểu hiện rất là nhẹ, không ảnh hưởng gì hết nha. Thì em việc khi mà phân tích cái này, các em chỉ cần nhớ đó là những cái con gì và ảnh hưởng vào trong thời gian mang thai thì nó ảnh hưởng nặng nề đến hệ thần kinh. Rồi. Cái yếu tố tác động thứ hai đối với hệ thần kinh trong quá trình mang thai á, đó là liên quan đến sử dụng thuốc. Thuốc ở đây chúng ta sẽ cân nhắc đến hai nhóm, tức là hai khía cạnh. Một đó là thuốc điều trị, cái thứ hai đó là nhóm thuốc bổ. Em lưu ý rằng không phải là cứ thuốc bổ là uống vào bất kỳ thời điểm nào đều gọi là có tình trạng bổ, nghĩa là nó tác động có lợi đến cơ thể hết. Ví dụ giống như các em sử dụng vitamin A liều cao trong giai đoạn mang thai thì đứa trẻ sinh ra sẽ bị tình trạng quá thai nha, vitamin A, vitamin D đó. Còn ví dụ giống như thuốc uống, thuốc điều trị, thì về thầy ví dụ về phương diện về thần kinh thôi, ví dụ giống như một bà mẹ bị bệnh lý động kinh
động kinh thì các thuốc để điều trị bệnh lý động kinh rất là nhiều. Đa phần hiện nay người ta hay sử dụng nhóm văn phosphate axit để việc diệt là Depakine để điều trị cho những người bị bệnh lý động kinh. Đây là một thuốc phổ rất là rộng và ít tác dụng phụ nên người ta sử dụng rất phổ biến. Nhưng mà lưu ý rằng trong quá trình mang thai, đặc biệt là 3 tháng đầu của thai kỳ, nếu như sử dụng cái Depakine này thì nghiên cứu đặt ra là đứa bé sau này á, nó có tỷ lệ mắc động kinh rất là cao. Vậy thì họ đưa ra hai giả thuyết, một là đứa trẻ này là nó bị bệnh lý động kinh do di truyền từ mẹ hắn thôi, điều này là có, bệnh lý động kinh là có mang tính chất di truyền. Điều nghiên cứu thứ hai mà họ nhận định rằng á, là việc sử dụng thuốc chống động kinh, đặc biệt là nhóm valproate acid trong giai đoạn này nó tác động xấu đến phát triển của hệ thần kinh, đặc biệt là hệ thống về vỏ não, cho nên đứa trẻ sau này nó phát triển về bệnh lý động kinh. Thì cái cả hai cái ý kiến này đều đáng tranh cãi, có nghĩa là chưa có bằng chứng xác nhận 100%, nhưng mà người ta vẫn hướng cái tác động nguyên nhân nhiều là liên quan đến vấn đề về thuốc. Cho nên hiện nay trong 3 tháng đầu của thai kỳ và đặc biệt trong suốt quá trình mang thai luôn, người ta khuyên rằng những bà mẹ mà sử dụng thuốc chống động kinh nhóm valproate acid này nên chuyển qua một nhóm thuốc khác an toàn đối với thai nhi hơn mà đã được nghiên cứu cụ thể. Hay đó là ví dụ về vấn đề sử dụng thuốc. Rồi, thì sau khi khai thác về tiền sử về quá trình mang thai tức là liên quan đến phát triển hệ thần kinh thì chúng ta sẽ định giá tức là mang thai xong thì quá trình chuyển dạ tức là đẻ đứa trẻ ra ngoài. Vậy thì khai thác ở trong giai đoạn này các em sẽ khai thác thử là cái quá trình chuyển dạ tức quá trình sinh đẻ của đứa trẻ nó có vấn đề gì hay không, nó có chuyển dạ quá kéo dài hay không, vì đang kéo dài khi đứa ba mẹ mà đang đẻ thì cái tử cung nó có lại và cái dây rốn là cái nơi mà nó cung cấp máu và oxy để nuôi dưỡng cho đứa trẻ. Khi có tình trạng lại thế này á thì cái đường dây rốn nó cung cấp tưới máu tới kèm cho đứa bé sẽ có tình trạng thiếu oxy nếu có tình trạng chuyển dạ kéo dài. Mà nếu như thiếu oxy thì sinh ra đứa trẻ sẽ có thể biểu hiện là trẻ sẽ ngạt này, tức là sinh ngạt á, không có thở, không khóc sau khi sinh ra. Rồi trẻ khi mà có tình trạng đó sẽ gây ra tình trạng bệnh não thiếu khí sau này và dẫn đến tình trạng bại não. Rồi nếu như đẻ quá nhanh thì nó có ảnh hưởng gì hay không, thì thực chất là em thấy về mặt sinh lý, nghĩa đẻ nhanh thì tốt chứ có vấn đề gì đâu, nhưng mà cái này nó liên quan đến một cái nhóm nghiên cứu những nhóm trẻ mà bị bệnh lý bại não, tức là bệnh lý bại não nghĩa là chậm phát triển về vận động, ở bất kỳ nguyên nhân nào mà xảy ra dưới 5 tuổi không tiến triển thì nó gọi là bại não. Thì khi người ta nghiên cứu ngược lại vào quá trình chuyển dạ sinh đẻ của đứa trẻ thì người ta thấy rằng chuyển quá trình chuyển dạ quá nhanh dưới 5 phút thì đó là yếu tố nguy cơ để nhóm trẻ dễ bị bệnh lý bại não. Thì đương nhiên về mặt sinh lý nhưng người ta chưa giải thích được về mặt sinh lý, nhưng đây là gọi là y học bằng chứng, có nghĩa là từ các kết quả nhận định được thì người ta đưa ra những cái nhận định đó. Rồi để có sử dụng cái thủ thuật gì lúc sinh hay không, thì sinh thử thuật đối với bên sản á, thì có hai cái thủ thuật hay sử dụng đó là phóc xẹp và giặt hút nhá. Thì về cái mà mức độ tổn thương thì tùy thuộc vào cái việc sử dụng và cách thức mà làm khi sử dụng cái thủ thuật này, tuy nhiên nó vẫn có thể ảnh hưởng. Em biết học giải phẫu rồi thì đối với trẻ con thì sao, nó trẻ sơ sinh trẻ dưới 12 tháng á, thì nó vẫn còn có thập trước và trẻ dưới 3 tháng thì vẫn còn thập sau, nên đối với trẻ sơ sinh á, thì vẫn còn đủ cả thập trước thập sau. Cái thập này á, đó là do các mảnh xương sọ là chưa có đóng kín lại và quá trình sinh, đặc biệt là sinh thương á, sinh đường âm đạo á, thì quá cái ống âm đạo nó hẹp như vậy á, thì các khớp sọ có thể chồng lên nhau và làm cho cái cấu trúc của xương đầu nó nhỏ lại để có thể dễ đẻ ra hơn. Thì cái mà sử dụng giặt hút này á, thì em biết cái giặt hút có nghĩa giống ngoại để dễ mô tả để em thấy giống như cái mà thông toilet rồi nó hút lên. Khi mà sử dụng thủ thuật này á, thì thường nó giặt hút vào cái vị trí đầu, nên nếu như mà tròn cái vị trí mà nó tất cả có nghĩa là nó hơi gần vào cái thóp, vào cái thóp á, thì cái chỗ thọp á, là nó không có cái xương nào để che phủ hết, chỉ có phần da phần màng cứng, giờ đó là nhu mô não.
Thì việc hút như vậy nó vẫn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ sau này nha. Thì về mặt nghiên cứu thì họ chưa đưa ra số liệu cụ thể, nhưng mà người ta nhận định là vẫn có ảnh hưởng. Và đánh giá tình trạng của đứa bé lúc sinh, trẻ sinh thường hay sinh mổ nha. Sinh mổ thì không thường, vì sao người ta hỏi sinh thường sinh mổ? Sinh mổ thì thường là có yếu tố nguy cơ gì đó người ta mới đem ba mẹ ra mổ, ví dụ giống như là chuyện già kiểu dài này, chuyện già đình trệ này, rồi có biểu hiện của tình trạng thai suy nhưng người ta mới sinh mổ. Cho nên khi mà có những cái này đó gọi là yếu tố nguy cơ, em phải khai thác. Trẻ non tháng thì khi nào nó cũng kém phát triển hơn mà sau này nó dễ bị các bệnh lý liên quan. Đối với mặt thân kính thì nó có thể có bệnh lý giống như là nhiễm hóa chất trắng, những như đứa trẻ nó sinh non kèm theo ngạt. Về cân nặng lúc sinh, cân nặng lúc sinh thấp là yếu tố nguy cơ về phát triển của đứa bé sau này này, rồi ảnh hưởng về phát triển về vận động và tinh thần. Tiền sử phát triển tinh thần vận động của trẻ có nghĩa là gì? Tiền sử phát triển tinh thần vận động của đứa trẻ là về năm thứ tư, và em sẽ học cụ thể hơn về phát triển tinh thần vận động của trẻ. Có một bài riêng, giờ chứ thầy chỉ giới thiệu khái quát thôi. Phát triển về vận động, vận động thì có hai nhóm, gọi là vận động thô và vận động tinh. Vận động thô có nghĩa là những cái mà sử dụng các cái cơ lớn để tham gia các hoạt động sinh hoạt thường ngày thì người ta gọi là vận động thô. Rồi ví dụ tiền sử phát triển về vận động thô nghĩa là mấy tháng thì trẻ lật được này, mấy tháng thì trẻ bò được, mấy tháng thì trẻ ngồi được, rồi mấy tháng thì trẻ đi được, đứng được. Đó gọi là vận động về thô, vận động thô. Vận động tinh tế thôi nghĩa là khả năng sử dụng các cơ nhỏ hoặc là các động tác khéo léo để phục vụ sinh hoạt. Đó, người ta gọi là vận động tinh tế. Ví dụ là khi nào những cái động tác như thế này gọi là vận động tinh tế này. Ví dụ giống như là đứa trẻ nó có thể là vặn cái tay nắm cửa để mở cửa đi ra ngoài thì đó gọi là vận động tinh tế. Nên là đứa trẻ nó mặc áo vào, mình dùng mặc áo sơ mi cài nút đó gọi là vận động tinh tế. Rồi về phát triển tinh thần thì có hai nhóm, về ngôn ngữ và tương tác với xã hội. Ngôn ngữ tức là nghĩa là khi nào thì trẻ nói được ấm đớn, khi nào trẻ được nắm bài ấm đối, khi nào thì trẻ nói được tròn cấu, đó là nói về mặt ngôn ngữ. Về mặt tương tác xã hội có nghĩa là người khác nói thì trẻ có hỏng hở hay không, trẻ có xoay về phía người đối diện hay không, rồi đối diện cười với trẻ thì trẻ có cười lại với trẻ hay không. Đấy nhá. Thì đó là những cái mà liên quan đến tiền sử phát triển tinh thần vận động. Cái này nó quan trọng ở vấn đề nào? Thầy ví dụ cho, ví dụ giống như em hiện nay có cái nhóm bệnh lý mà người ta hay quan tâm và cũng hiện tại cũng khá là nổi ấy, là người ta nhắc tới rất nhiều, đó là rối loạn phổ tự kỷ. Cái rối loạn phổ tự kỷ là một bệnh lý khiếm khuyết trong phát triển nhóm tinh thần ở trẻ, tức là khiếm khuyết trong phát triển về giao tiếp và tương tác xã hội, còn về mặt vận động thô, vận động tinh tế vẫn bình thường, thì đó là nhóm rối loạn phổ tự kỷ. Còn ngược lại có một nhóm bệnh lý mà chỉ liên quan đến rối loạn vận động để nhắc tới về tiêu chuẩn chẩn đoán là nhóm bệnh lý về bài não nhé, là định nghĩa của hắn đó là chậm phát triển về vận động. Còn trong nhóm bệnh lý bài não nó hay có các cái biểu hiện kèm theo có chậm phát triển về tinh thần là một trong những biểu hiện kèm theo thường gặp nhé, nhưng mà hẳn phải là định nghĩa của chẩn đoán. Rồi sau này khi em lên năm tư em sẽ học cụ thể về những bệnh lý này sau. Rồi tiền sử về các bệnh tật trước đây nhưng mà có liên quan, hệ thần có liên quan, tức là mình chỉ hỏi những cái bệnh lý mà liên quan đến phát triển về hệ thần kinh khi mà mình nhận định đó là liên quan đến vấn đề về thần kinh. Ví dụ giống như đứa trẻ nó bị vô viện vì nôn mửa về tiêu chảy thì chẳng liên quan khi đến bệnh lý về thần kinh của chúng ta hết nha. Thì em sẽ hỏi thử là tiền sử trước đây trẻ có bệnh lý có tình trạng viêm não hay không, mang não hay không. Vì sao? Vì những đứa trẻ này thông thường nó thường tổn về hệ thần kinh này thì nếu mà may thì nó không để lại di chứng gì, đa phần nó hay để lại tình trạng di chứng, về di chứng về yếu này, về liệt này, về phát triển về tinh thần vận động của đứa trẻ. Tương tự như tương tự về xuất huyết não, về chấn thương. Còn vàng giá về kéo dài thời kỳ sơ sinh thì mục đích minh họa để liên tưởng để cái nhóm bệnh lý nặng nề đó là vàng giá nhân đứa trẻ. Vàng giá nhân có nghĩa là tình trạng vàng giá do tăng bilirubin gián tiếp. Khi mà có tình trạng tăng bilirubin gián tiếp quá cao nha, nồng độ nó
trong máu nó vượt ngưỡng, nó sẽ đi qua hàng rào máu não và tẩm nhúng vào các nhóm xám của hệ thần kinh trung ương. Thì khi tẩm nhúng vào các nhóm xám của hệ thần kinh trung ương này á, thì đứa trẻ này sau này nó phát triển rất là nặng nề, thật sự mà nói là rất là tồi. Có nghĩa là đứa trẻ nó nằm trong tình trạng tăng trương lực cơ toàn thân, có nghĩa là em sẽ thấy người nó cứng đơ đó nhá, không phát triển được về mặt vận động đâu, nghĩa là không lật được, không ngồi được, không phát triển về mặt tinh thần, không có ngôn ngữ, muốn giao tiếp, gần như một người mà sống thực vật. Nhưng mà sống thực vật ở đây mà còn khổ hơn là vì đó, thì ngoài cái việc mà không biết gì hết á, thì đứa trẻ này nó có biểu hiện các biểu hiện thần kinh cả, lâu lâu có liên cứng co giật, lâu lâu có tình trạng gông cứng, nói chung là một biểu hiện cực kỳ nặng nề. Còn về bệnh sử thì tương tự giống như các em thăm khám các cơ quan các bệnh gì khác thôi. Đó là thời điểm từ lúc bắt đầu nó biểu hiện của bệnh cho và tiến triển của bệnh cho đến cái thời điểm mà các em thăm khám, thì người ta gọi là bệnh sử. Em sẽ khai thác bất kể các triệu chứng bắt đầu từ khi khởi đầu người nhà họ nhận bệnh là đứa trẻ nó bất thường cho đến thời điểm các em thăm khám hiện tại. Thì việc thăm khám, việc hỏi bệnh sử và tiền sử sẽ giúp các em định hướng, để định hướng những cái nhóm bệnh lý nó liên quan đến cái mà các em cần khảo sát phía sau. Và việc thăm khám thực thể cũng như xét nghiệm cần lâm sàng giúp các em khẳng định về chẩn đoán. Thì phần thứ hai của bài trình bày ngày hôm nay đó là liên quan đến phần thăm khám thực thể. Em thấy ở trong cái slide của thầy nó liệt kê đủ giống như tương tự trong bài giảng của em, đó là bao gồm đi từ khám tri giác, vận động, cảm giác, dinh dưỡng cơ tròn, khám 12 đường dây thần kinh sọ và đánh giá một số hội chứng quan trọng. Thì các em lưu ý này, không phải khi nào các em cũng cần thiết theo cái thứ tự này hết á, tôi không phải đi từ 1 đến 6, cũng cần thiết phải đi từ 1 đến 6 bắt buộc như vậy. Mà việc thăm khám hệ thần kinh cũng như việc thăm khám các hệ cơ quan khác á, thì em lưu ý cái nguyên tắc đó, nghĩa là làm thế nào để em thăm khám thuận tiện nhất cho người bệnh và thứ hai sau đó mới là thuận tiện nhất cho người bác sĩ của chúng ta. Thế thì ví dụ em có thể khi em đánh giá em khám vận động chẳng hạn ở tư thế năm ngựa, em sẽ khám một số cái ví dụ như cơ lực, trương lực cơ, vân vân vân. Nên là trong nhóm cơ lực, trương lực cơ này á, đôi khi có một số cái các em phải khám ở trong tư thế năm sấp. Nhưng mà khi em khám, em lật bình nhân lại năm sấp rồi, đến khi cảm giác em lật bình nhân ra lại để em khám lại phần cảm giác ở tư thế năm ngựa. Có nghĩa là các em để di chuyển bình nhân quá nhiều, đôi khi một số người hoặc một số bé sẽ thấy rất là khó chịu. Cho nên việc khám khám của em làm thế nào tiện nhất, nghĩa là em khám tất cả các cái, ví dụ khám vận động, cảm giác, dính dưỡng cơ tròn ở tư thế năm ngựa như thế nào, sau đó em để cho trẻ năm sấp thì em sẽ khám tiếp những cái còn lại của vận động, cảm giác, dính dưỡng cơ tròn ở tư thế năm sấp nhé. Thì đó người ta gọi là khám để thuận tiện nhất cho bệnh nhân. Thì trong số mục từ 1 đến 6 này á, thì có một cái bất di bất dịch, nghĩa là em phải đánh giá đầu tiên hết, đó là vấn đề về trí giác của bệnh nhân. Thì khi mà trong bài trình bày này á, khi mà thầy dạy cho em và hướng dẫn cái bài này hôm nay á, đó là thầy hướng dẫn khi em thăm khám một đứa trẻ ở trong tình trạng là bình thường, có nghĩa là không có tình trạng sự trí cấp cứu, đương nhiên là trẻ có bệnh lý đặc biệt liên quan đến nhóm hệ thần kinh, nhưng lại không có tình trạng cần sự trí cấp cứu. Nếu như đứa trẻ có tình trạng sự trí cấp cứu thì đương nhiên các em phải xử lý theo tình huống cấp cứu, có nghĩa là em phải hỗ trợ cấp cứu theo thứ tự là CAB nha, đánh giá và xử trí các nguyên nhân cấp cứu đã, sau đó mới thăm khám hệ thần kinh như thường. Cho nên á, đối với việc thăm khám về thực thể này á, lúc ban đầu khi nào các em cũng phải đánh giá về trí giác của bệnh nhân, vì thông qua về trí giác thì em có thể nhận định được là đứa trẻ này hiện tại có đang nằm trong tình trạng cấp cứu của thần kinh hay không. Thì đó là một vấn đề rất là quan trọng. Cho nên song song mục này á, thì mục trí giác là cái mục em dịch là người ở phải khám đầu tiên, còn những cái mục khác em tùy thuộc vào việc thuận tiện của bệnh nhân cũng như của chúng ta để thăm khám thứ tự sau. Rồi. Thì đầu tiên đánh giá về trí giác. Vậy thì khi nào thì người ta gọi là trí giác mà bất thường mang tính chất cấp cứu? Bệnh nhi có tình trạng hôn mê, có nghĩa là có tình trạng cấp cứu về thần kinh, đứa trẻ phải được xử trí cấp cứu ngay
và không đánh giá tuần tự các bước giống như thầy dạy các em ngày hôm nay. Vậy thì để đánh giá về tình trạng về thần kinh thì có hai cái thang điểm để đánh giá: thang điểm ABPU và thang điểm LACGO. Về thang điểm của LACGO thì có lẽ các em cũng nghe rồi, nhưng trong phần về ngoài á, về lâm sàng về ngoài, đặc biệt là ngoài về thần kinh thì sẽ nhắc tới cái thang điểm này rất là nhiều để mục đích là đánh giá về trí giác của bệnh nhân. Thì ở người lớn có, thì trẻ em cũng có. Tuy nhiên cái thang điểm của LACGO ở trẻ em ấy, nó có cái mục tương đối khác, cũng như khác đó là cái mục có thể đánh giá dấu sao á, đó là voice là về mặt lời nói. Nên vì sao? Vì người lớn thì họ về mặt ngôn ngữ hoàn thiện rồi, nói chi họ nói cả lời đấy. Còn đối với trẻ con á, thì tùy thuộc vào từng lứa tuổi mà cái đáp ứng lời nói nó khác nó. 12 tháng trẻ đâu có nói được, còn rồi bé đâu có biết gì được. Thì lúc này mình sẽ nhận định một cách đánh giá khác. Rồi, thì vì sao phải đưa ra cả hai thang điểm này để phân tích cho em? Thang điểm ABPU là thang điểm đánh giá nhanh. Đánh giá nhanh với mục đích là gì? Ví dụ giống thầy nói với em đó, có nghĩa là nhận định đứa trẻ có nằm trong nhóm mê hay là tỉnh để xác định tình trạng cấp cứu. Thì ABPU chính là thang điểm để đánh giá nhanh này. À, có nghĩa là đánh giá của tình trạng tỉnh táo hay không. Tỉnh táo có nghĩa là nghe được bé, nó mắt nó mở tự nhiên này, nó vẫn linh hoạt này, phát ra những cái âm thanh bình thường, nghĩa là âm thanh bình thường và chơi đùa bình thường thì người ta đánh giá gọi là tỉnh. Về có nghĩa là có tình trạng đáp ứng với lời nói hay không. Các em lưu ý rằng những đứa nhỏ, mặc dù là chưa có thể nói được, nhưng mà cái việc như người nhà hay mẹ hay người thân, người chăm sóc đứa trẻ kêu tên của hắn, kêu tên đặc biệt tên ở nhà của hắn thì nó đều có tình trạng đáp ứng hết. Vậy thì khi có người nhà kêu tên thì đứa trẻ có đáp ứng, có quay về phía của người kêu này, hay là tình trạng khóc lên này, đó gọi là đáp ứng với lời nói, thì gọi là V P có nghĩa là trẻ này không tỉnh táo, không đáp ứng với lời nói và chỉ đáp ứng với kích thích đau, thì cái này gọi là mức B. Và mức U có nghĩa là khi kích thích đau thì đứa trẻ nó cũng không đáp ứng, nó cũng khóc nó gì này hết, thì gọi là mức U. AV khi mà đánh giá thang điểm á, mở mức A và mức B thì đứa trẻ vẫn là tỉnh, còn mở mức P và mức U thì đứa trẻ được gọi là hôn mê. Và hôn mê đối với thang điểm của LACGO á thì nó dưới 8 điểm thì được gọi là hôn mê, và dưới 8 điểm này thì nó tương ứng với mức P theo thang điểm ABPU. Vậy thì nãy giờ thầy nói về đánh giá ABPU đáp ứng với đau, thì kích thích đau như thế nào để đánh giá tình trạng đáp ứng của trẻ? Em lưu ý rằng đối với người lớn thì chúng ta hay kích thích ở vị trí mặt trong của đuôi này, mặt trong của vùng cánh tay hoặc cẳng tay này, vì đây là những cái vị trí da mỏng và nó bị da mỏng, và khi mà kích thích thì nó dễ gây ra đáp ứng đau ở người lớn. Nhưng đối với trẻ con là những cái trường hợp đặc biệt, thì đợi những cái vị trí này các em có kích thích được hay không, thì câu trả lời là có. Nên có cả em có thể kích thích chỗ này và đứa trẻ nó cũng đau như thường. Da của đứa trẻ thực ra về bản chất thì nó đã mỏng sẵn rồi và ở vị trí nào cũng như vậy, nhưng mà vì da nó mỏng mềm nên khi em kích thích đau ở những vị trí này ấy, thì có thể nó sẽ xảy ra cái tình trạng tổn thương ở da, nghĩa là tình trạng bầm mà tụ máu. Em biết rằng bữa nay là con quỷ con hiếm, trẻ nó bầm ở tay ở chân thì em bầm ở mặt nhé. Có người nhà họ rất là quá khích, họ sẽ đấm thẳng vào em vì con của họ mà họ đâu có biết mình là đang khám, đang định giá cho con họ đâu. Cho nên việc đặt ra khi mà khám định giá kích thích đau ở một đứa trẻ thì em phải kích thích ở cái vị trí nào mà gây đau nhưng không để lại dấu vết trên cơ thể đứa trẻ, thì sẽ có hai cái vị trí mà chúng ta hay sử dụng, mà vị trí hay dùng nhất đó là vị trí ở xương ức. Em sẽ nắm người tay lại đặt lên trên cái xương ức của đứa trẻ, trong là tư thế thẳng góc vuông góc, có nghĩa là cái xương ức là nằm ở tư thế mặt phẳng nằm ngang, thì cái tay của em đặt vuông góc vào cái vị trí của xương ức nha.
đè áp lực lên trên của xương ức và di chuyển theo chiều lên xuống, theo chiều dọc ấy, nhá. Nên kích thích đau như vậy á thì nó chỉ để lại vết tích rất là ít hoặc là không vết tích, ít có nghĩa là hơi đỏ đỏ tí nữa xong rồi hết. Thì vì cái chỗ xương ức nó rất là nông, lồ sạc vào cái vùng da, nên kích thích lên chỗ thì để trẻ đau rất là dễ đau nhá. Và em chỉ cần một cái kích thích nhẹ mà thôi. Về cái mức độ áp lực á, mức độ áp lực mà đặt lên trên cái xương ức đó thì tùy vào mức độ tuổi mà em sẽ đặt cái lực khác nhau. Thì sau này khi mà đi lâm sàng em chỉ việc đe thì em sẽ có cảm giác được, đừng có lo lắng gì về vấn đề đó. Rồi thì nói xong về thang điểm ABPU, thang điểm là gold cũng là thang điểm để đánh giá về ký giá, nhưng nó không phải là thang điểm để giúp các em đánh giá trong cái thời điểm ban đầu, tức là không dùng để xác định tình trạng cấp cứu hay không. Lý do là vì sao? Vì nó phức tạp, nó đưa qua ba cái mục để đánh giá, đó là mắt, lời nói và vận động, làm cho cái thời điểm đánh giá các em chậm đi, bỏ sót cái thời gian cấp cứu vàng ban đầu nha. Cho nên thang điểm đặt dấu không dùng trong đánh giá cấp cứu, nhưng nó có giá trị rất cao trong việc theo dõi ví dụ giống như là theo dõi hàng giờ hàng ngày chẳng hạn. Như em vô đứa trẻ nó có thang điểm và đấu 12 điểm, 2-3 tiếng sau phải em đánh giá lại nó còn có 8 điểm thôi, chứng tỏ là đứa trẻ nó tiến triển rất là nhanh theo hướng là xấu nhé, em cần phải xử trí gấp. Hoặc là ví dụ giống như sau khi mổ xong, sau khi can thiệp xong chẳng hạn, đứa trẻ nó lắc dấu nó từ 8 điểm rồi hôm sau nó lên 10 điểm, hôm sau nó lên được 13 điểm, vậy chứng tỏ đứa trẻ nó phục hồi tốt. Thì đó là cái giá trị của thang điểm ở đặt dấu, nó chủ yếu phục vụ trong mục đích theo dõi chi giác của người bệnh hơn là trong việc đánh giá sự kỳ cấp cứu. Thế đối với các thang điểm này á, đó, thang điểm ở đặt dấu á, EVM này á, thì thang điểm ở đặt dấu tối đa đó là 15 điểm, tối thiểu là 3 điểm. 3 điểm là gần như là gọi là việc nặng, gọi là cực kỳ nặng, không có yếu tố mình trẻ có thể sống trong này thì thật là tôi hầu như là quá nặng rồi. Thì mắt theo thứ tự EVM nó sẽ là 4, 5, 6 nha. Mắt điểm tối đa 4 điểm để trẻ nó mở mắt tự nhiên đến hoặc em cần kích thích gì hết đấy. 3 điểm đó là mở mắt khi em gọi, gọi là gọi tên của đứa trẻ không có tác động gì vào bên người của đứa trẻ đó. Thì khi nghe cái tiếng gọi, nghe tiếng gọi thì đứa trẻ nó mở mắt ra sau đó nó mở luôn, có nghĩa là tỉnh táo linh hoạt sau đó. Còn nếu mà mở luôn á, tỉnh táo sau đó á, thì lúc này các em chấm điểm á, là 4 điểm không phải 3 điểm. Nếu như mà mở mắt ra khi gọi sau đó không gọi nữa gặp khoảng 2-3 phút sau đó, đứa trẻ nó nhắm lại tiếp tục nha. Và khi mà gọi lại thì mình mở mắt ra thì đó mới gọi là 3 điểm, em hiểu ý không? Vì sao là em thấy nhắc cái này lưu ý người lớn mà khác, nghĩa là ít khi ngủ mà ngủ ngay. Ví dụ trẻ con á, càng nhỏ thì thời gian ngủ của hắn càng nhiều, đôi khi lúc là em thăm khám á, đang đụng ngay cái trường hợp mà đứa trẻ nó mới ngủ xong nhá, thì lúc này đương nhiên là hắn tỉnh chơi rồi thì em gọi rồi đó, mà nó dậy sau đó nó dậy luôn á, có nghĩa là sau khi mà gọi ra mắt nó vẫn mở luôn, mở thâu lão nhìn được em hoặc là khóc động dần đi hỏi em là nghĩ ra tình trạng mất ngủ của đứa trẻ, thì đó vẫn gọi là mở mắt tự nhiên nhá. Không phải gọi là mở mắt khi gọi có nghĩa là chỉ khi mà kích thích bằng lời nói, có nghĩa là em gọi thì mới mở mắt, không gọi nữa thì nhắm mắt lại, nhưng gọi là mở mắt khi gọi. Mở mắt khi làm đau, tức là giống như khi kích thích đau á, thì đứa trẻ nó mới mở ra, còn gọi thì hẳn mở mà hết kích thích đau thì nó nhắm lại, thì cái này gọi là mở mắt khi làm đau 2 điểm. Còn 1 điểm có nghĩa là cả kích thích đau rồi mà đứa trẻ không mở mắt nhé. Thì tương ứng với những cái khác em mới mở thì các em về tự đọc thêm. Cái bài giảng này là được up lên ở trên cái nhóm học trực tuyến của các em á, nên nếu như ai mà chưa nhìn thấy được thì em liên hệ với giáo vụ bộ môn là bác sĩ Nam Anh sẽ mở cái khóa tài khoản để các em có thể quay lại. Cái điểm khác biệt giữa người lớn và trẻ con đó là 1 điểm B, có nghĩa là lời nói nhé. Thì 5 điểm của đứa trẻ thì gọi là giao tiếp bình thường, vì đang thấy ở đây tóm gọn là giao tiếp bình thường, vì trẻ tuổi cả một trẻ con á, là từ lúc sau sinh cho đến khi trẻ trước 16 tuổi, đủ 15 tuổi á, thì người ta gọi là giai đoạn
trẻ thì những cái đứa trẻ mà nói được rồi thì mình gọi là giao tiếp bình thường, còn những đứa mà chưa nói được thì giao tiếp bình thường của hắn được thể hiện thông qua là người chăm sóc của đứa trẻ. Các em không đánh giá trực tiếp bằng cách giao tiếp tương tác trực tiếp với đứa bé không, mà các em phải nhờ mẹ của hắn, nhờ người chăm sóc của đứa trẻ. Ví dụ giống như là bình thường ba mẹ nói là đứa trẻ nó bí bố chữ ba a rồi đó, giờ chứ nó vẫn bí bố như vậy thì người ta gọi là giao tiếp bình thường. Hoặc là mình có thể nhờ ba mẹ hỏi là đói không, bú không chẳng hạn. Thì nếu như đứa trẻ nó thể hiện tình trạng ví dụ đi tới này, nó ôm mẹ hẳn, nó ngậm bú mẹ hẳn chẳng hạn, khi nghe mẹ nói lời đó thì đó cũng gọi là giao tiếp bình thường, người ta đang nói hiểu cái lời mẹ nói đó. Đó là đó. Còn bức rất khó chịu khóc kêu la khi đau đây khi đau im lặng thì cái này dễ rồi, không có gì để phân tích hết. Nên cái phần này nó là đánh giá về thị giác này, có em nào không hiểu không thì để thầy giải thích luôn trước khi mình qua cái phần mới. Bạn hỏi là có chỗ kêu la khi bị làm nóng á thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là đứa trẻ khi em thăm khám đứa trẻ này về mặt lời nói, có nghĩa là đứa trẻ nó đang nằm yên này, không có giao tiếp gì hết á, nó cũng không có khóc, không có la hét rồi gì hết á, tức là nằm yên làm gì. Khi em kích thích đau, em kích thích đau cho đứa trẻ, tức là kích thích đè vào người xương ức á, thấy chưa? Lúc này trẻ mới có đáp ứng, là nghĩa là khi mà kích thích đau này á, thì trẻ phải đáp ứng bằng cách là kêu hét la lên đó, thì gọi là kêu la khi bị đau, đó tính là 3 điểm. 2 điểm có nghĩa là khi kích thích đau ở đứa trẻ thì trẻ chỉ có rến thôi, chứ không có phát âm tròn ra được bằng bằng cái tiếng bằng bằng bằng, bằng lá đau là được đó. Còn cái cuối cùng có nghĩa là khi kích thích đau rồi mà đứa trẻ nó không có phát ra bất kỳ một âm thanh nào hết thì người ta gọi là một điểm rất là im lặng. Về một số bạn thì hỏi về đánh giá về vận động rồi, về cử động tự nhiên thì nó dễ đâu, em có gì về hỏi hết. Có khi tạm nói về vận động á, thì em biết rằng mấy đứa nhỏ á, thì mặt chúng là thầy rồi chúng nó gọi là dạng giống như sợ người lạ rồi nữa, thì cái có khi tạm này vẫn thể hiện là đứa trẻ nó trí giác nó vẫn tốt nha. Thì có khi tạm là một dạng giống bảo vệ cơ thể đó, người lạ ngoài chạm vào bất kỳ một cái vị trí nào, ví dụ giống như là chạm tay hay chân của đứa trẻ thì đứa trẻ nó không thích cho nên nó sẽ rụt cái người lại nhé. Người ta gọi là có khi chạm luôn, mọi người thầy ghi ở đây có nghĩa là dạng giống như nó ngặn lại đó, để một diện tả rất ngắn đó. Cho nên là trẻ nằm rồi bác sĩ đến chạm vào trẻ có người lại mình giả em mơ nắm đó. Thì khi mà nằm im nữa thì đầu tiên các em phải dạng giống như là khi mà em đánh giá vận động á, thì em đánh giá qua mắt và nghe nói rồi, có nghĩa là trước đó em sẽ kêu rồi nữa, nếu như đứa trẻ sau đó nó tỉnh á, và mở mắt ra rồi mà nó có thể cử động như một số cái khác, ví dụ giống như là mệt hẳn không ưa giao tiếp với các em, hẳn không ưa làm thực hiện những cái động tác đối với em yêu cầu á, thì ví dụ giống như nó xoay người đi này, nó gạt tay của các em ra này rồi nó nằm úp lại, thì đó cái này cũng gọi là cử động tự nhiên nhé, có nghĩa là để trẻ nhận biết bình thường. Em lưu ý đối với cái thang điểm EDM này á, cái phần vận động hay lời nói này á, mình không phải mục đích mình làm đấy, có thử đánh giá để trẻ nó có thực hiện được hay không, mà quan trọng là để trẻ nó có hiểu được hay không, nó có nhận biết được hay không, thì mình đang đánh giá với trí giác mà. Còn thay vì dụ đơn giản ví dụ đứa trẻ vô mà người nhà họ khái á, là đứa trẻ nó bị yếu tay phải hay là đứa đứa trẻ nó nơi nào vô khả việc em, đâu phải là đứa trẻ nó không vận động được cái tay phải, thì có nghĩa là em đánh giá là
mức vận động nó giảm đi, thời điểm nó giảm đi mà em phải đi tìm những cái chỗ khác, ví dụ giống như kiểu có tay trái lên, người ta đưa trẻ nó hiểu có tay trái lên nó nghĩa là về mặt vận động nó làm được, thì đó là cho điểm về mặt vận động. Thì cái bàn mà bàn thu yên bằng khỏe á, thì đầu tiên em phải loại trừ tình trạng mà đứa trẻ nó mệt mệt, có nghĩa là đứa trẻ nó không muốn đáp ứng, không muốn tiếp xúc trong khi tập trí giác nó bình thường á, thì cái đó là cái khác. Có nghĩa là em phải nhận định là đứa trẻ đó là trí giác hiện tại nó bình thường hay không. Thì nếu như em đã đánh thức đứa trẻ dậy rồi này, điều đứa trẻ nó không thực hiện theo cái yêu cầu của em thôi á, ví dụ giống như lúc đó mà em thấy trẻ trẻ nó mắt nó mở, nó có thể ngồi dậy được, nó vẫn linh hoạt, nhưng mà khi em tới em thì nó không ưa, cho nên nó quay đi người khác, nó núp đi, thì cái đó người là vẫn gọi là đồng tự nhiên, có nghĩa là đáp ứng tự nhiên của đứa trẻ đối với một người lạ này em. Đó. Còn nếu như đứa trẻ đó không phải theo cái kiểu mà đáp ứng tự nhiên đó, mà nó chỉ nằm yên thôi, là em không thể làm cho đứa trẻ nó tỉnh dậy này, và khi chạm vào tay nó có chân tay hoặc cái chân vị trí chạm nó có lại, thì lúc đó mình đánh giá lên 10 năm. Thì cái câu hỏi nào khi hồi là thầy đã trả lời bằng cả bằng Thu Uyên và bằng Nhật Huy rồi đấy. Có khi đau thì nó cũng tương tự như vậy thôi, người là game kích thích đau mà nó co lại, có cứng mất vỏ là cái tư thế mà các em đã học, đặc biệt là trong ngoại thần kinh, có cứng mất vỏ là tư thế co ở chi trên, có cứng ở chi trên và duỗi ở chi dưới nhé, là tình trạng gồng ở chi trên tay gặp lại, còn ở trứng thì duỗi ra thì gọi là có cứng mất vỏ, còn duỗi cứng mất nào đó là duỗi cả chi trên và duỗi cả chi dưới thì gọi là duỗi cứng mất nào. Cả hai cái động tác có cứng mất vỏ và duỗi cứng mất não này đều có thể khởi phát sau khi các em kích thích đau hoặc là kích thích chuyển động, chứ không phải bắt buộc là đứa trẻ này khi nào nó cũng luôn nằm trong tình trạng có cứng mất vỏ hết. Các em lưu ý nhé, có nghĩa là không phải là đứa trẻ mà vô khi nào em nhìn thấy có tình trạng có chi trên duỗi chi dưới thì em mới gọi là có cứng mất vỏ, đôi khi nó vẫn đang nằm bình thường như một đứa trẻ khác. Các em kêu hoài để trẻ có một cử động tự nhiên, các em chạm vào đứa trẻ chạm nhẹ, chạm nhẹ thì đứa trẻ nó không có đáp ứng gì hết. Nhưng khi em kích thích đau thì đứa trẻ có tình trạng biểu hiện tư thế có cứng mất vỏ, đó mới gọi là liên quan đến tình trạng có cứng mất vỏ. Rồi tác động vào hai vùng để làm đau, một vùng là xương ức, còn vùng còn lại thầy quên nói, vùng còn lại á thì thông thường người ta không phải sử dụng, đó là cái vị trí ở góc hàm á, nơi nhận ra đi của dây thần kinh mặt á, thì em sờ ở phần đến chỗ tai và góc hàm á, nó có cái lõm nhá, em ấn vào nó cái lõm đó thì thường là sẽ rất là đau, thì đó là cái vị trí để kích đau thứ hai, cũng không để lại dấu vết. Tuy nhiên cái vị trí này hãy sử dụng để thăm hồng á, có nghĩa là để trẻ nó ngậm miệng lại hẳn, không chịu mở miệng ra để cho em đe cái lưỡi để nhìn cái hồng nhé. Thì khi mà kích thích đau thì đứa trẻ nó đau, đau thì mở miệng ra lá, khi em kích thích như vậy em dễ cảm hỏng hơn. Về vai khám về hệ hô hấp và các cơ quan khác thì em sẽ biết được về cái mà vấn đề đó, và em sẽ biết cụ thể hơn về cái cách cảm hỏng, còn về định giá về phương diện thần kinh thì như vậy. Hôn mê tức là gạch dấu 8 điểm, còn bằng 8 điểm á, thì về mặt phương diện á, thì các em có thể gọi là theo khái niệm gạch dấu á, thì lúc mà 8 điểm á, thì gọi là tình trạng giảm trí giác, đó là tiền tiền hôn mê tình trạng 8 điểm thì là như vậy. Còn nếu như mà khi em xó xó là ở mức 8 điểm á, thì theo thang điểm IBTU thì nó vẫn ở mức B nhé. Thì đối với thang điểm đặt dấu ở đây thầy chỉ nhắc tới cái mốc dưới 8 điểm và là hôn mê thôi, còn dưới 14 điểm ấy, thì đã người ta đã gọi là giảm trí giác rồi, và theo các mốc điểm mà càng thấp xuống dưới thì nó có cái mốc quy định cụ thể nhé. Thì vai được về ở bên ngoài thân kính thì em sẽ học cụ thể về các cái mốc này hơn. Thì đối với việc trong đánh giá về thân kính của trẻ em ấy, thì thầy chỉ lưu ý ba cái gọi là tỉnh này, giảm trí giác này và hôn mê, có nghĩa là ba cái đơn giản đó thôi, chứ không phân nhỏ ra từng cái nữa. Những cái bạn hỏi có thắc mắc gì khác được không, có nghĩa chưa rõ hay là chưa đồng ý về cách giải thích của thầy thì em có thể phản hồi lại.
Bạn thu em được chưa? Rồi, rồi tiếp tục thấy phần đầu tiên là phần nhận định về tỷ giá. À, thì cái phần trình bày của thầy á, thì nó vẫn theo cái thứ tự đó, nhưng mà em lưu ý rằng là giống thầy đã nói không nhất thiết phải theo thứ tự, chỉ từ phần tỷ giá mà thôi. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ liên quan đánh giá về vận động. Về vận động á, thì có ba mục các em cần phải đánh giá, đó là cơ lực, trương lực cơ và phản xạ, bao gồm có phản xạ gân xương và phản xạ da. Thì thông thường là phần này khi mà trình bày thì thầy thường mời một sinh viên tình nguyện lên và thầy vừa giảng vừa khám trực tiếp cho sinh viên đó. Thì hiện nay các em dạy online nên có được cái này. Thì vài bữa nữa thì khi em đã học xong cái phần online này rồi á, và đến cái buổi ôn tập, thì nếu có cái phần nào thắc mắc thì em hỏi và thầy sẽ hướng dẫn cụ thể lại đến một em sinh viên tình nguyện, thấy chưa? Thì đầu tiên nói về đơn giản vì cơ lực là cái gì. Về cơ lực á, thì em có thể hiểu khái niệm dạng giống như vận động, tức là sử dụng các cái cơ để cơ lớn của chúng ta để thực hiện các hoạt động của cơ thể. Ví dụ giống như các em sử dụng tay để nhấc một cái đồ vật nào đó lên thì liên quan đến cơ lực, tức là gọi là vận động chủ động đó. Rồi trương lực cơ thì nói liên quan đến vận động thụ động. Thì đại khái có nghĩa là có cái tình trạng mà giữ cái sức cơ ở trạng thái nghỉ, ở trạng thái nghỉ. Cái này nói nó hơi hàn lâm một tí, có nghĩa là ở trong tư thế nghỉ của chúng ta thì không phải cái cơ của chúng ta là nó trạng thái nó giãn, tức là nghỉ ngơi hoàn toàn, mà nó vẫn có tình trạng đó là giữ một cái sự có cơ nhẹ, mục đích là để cho các cái khớp nó vẫn giữ ở trong cái trạng thái bình thường của hắn. Ví dụ khi em đứng chẳng hạn, thả lỏng cơ thể là hai cái tay nó thả lỏng xuống, nhưng mà cái vai nó không có tụt hẳn xuống mà nó vẫn giữ ở mức nằm ngang của cơ thể, thì nó liên quan đến tình trạng cái trương lực cơ này. Rồi. Thì khi mà khám cơ lực á, thì nó về tứ thể khám á, thì nó nhiều cái tứ thể nào cũng được, miễn ăn tiền cho các em là được. Nhưng mà các em vẫn phải lưu ý rằng á, luôn luôn khám hai bên, tức là so sánh hai bên, bên phải bên trái nó có đều nhau hay không, hay là bên yếu hay là bên không thực hiện được, như này nó cực kỳ quan trọng. Thì khi mà đánh giá ở đấy á, giá thì có hai cái các em cần một lưu ý. Đầu tiên đó là ở mức tuổi của đứa trẻ, có nghĩa là khi một đứa trẻ mà nó đã hiểu được những cái lời mà chúng ta nói, tức là trẻ biết hợp tác, thông thường thì đến 5 tuổi trở lên á, thì đứa trẻ này mà có hợp tác lắm, thì các em sẽ sử dụng nghiệm pháp để đánh giá, nghiệm pháp để đánh giá. Khi mà nghiệm pháp để đánh giá, mục đích để mình trả lời cái câu hỏi á, đó là tình trạng yếu hay không yếu, việc hay không việc, đó là tình trạng đánh giá cụ thể như vậy. Còn đối với những đứa trẻ nhỏ mà chưa hợp tác được, ví dụ giống như mới có 14, 15 tháng, có bập bẹ được vài lời nói, mình thể nói được là con đưa tay ra rồi kéo lại bạn có thử có mạnh hay không, dài như vậy cực kỳ khó khăn. Thì lúc này các em đánh giá sơ bộ, có nghĩa là trả lời là tình trạng yếu hay liệt hay không thôi, mà không đánh giá cụ thể các mức của đứa trẻ. Em lưu ý rằng là khi mà đánh giá cơ lực á, thì một đứa có tình trạng yếu, nhưng mà yếu nhiều yếu ít, yếu nhiều yếu ít, thì nó có cái mốc điểm để đánh giá đó là bậc bao nhiêu. Ví dụ giống như một đứa trẻ mà cơ lực mạnh hoàn toàn bình thường thì người ta gọi là 5 trên 5 nha. Một đứa trẻ mà không có cơ lực gì hết thì người ta gọi là 0 trên 5. Thì đi từ 0 trên 5 đến 5 trên 5 đó là các bậc đi từ yếu đến mạnh dần nha. Nhưng những đứa trẻ 5 tuổi nó hợp tác rồi á, thì em mới đánh giá được cụ thể và sâu như vậy. Còn những đứa trẻ mà dưới 5 tuổi thì em chỉ trả lời được câu hỏi là trẻ yếu hay không, liệt hay không thôi. Mà thì đứa trẻ dưới 5 tuổi thì sẽ giới thiệu trước. Đối với đứa trẻ dưới 5 tuổi á, thì vì là chưa tương tác được với các em, cho nên việc thăm khám của các em thì hoàn toàn các em chủ động. Những đứa mà đã đi được rồi,
thì đối với cơ lực ở chi dưới, cho em thả xuống dưới, ví dụ giống đứa đứa 3 tuổi 4 tuổi chẳng hạn, em thả xuống dưới nên đất em giữ hàng lại đó, rồi bảo mẹ hàng đi tới đâu kia, thì em đương nhiên là em biết rằng khi mà mình giữ lại một người là giữ một đứa bé, và ba mẹ đi thì đứa trẻ nó khóc này, nó sẽ vùng dậy và nó chạy tới đứa bé, ăn chạy tới ba mẹ và đứa bé. Thì khi mà đứa trẻ nó bắt đầu làm như vậy, các em có thể quan sát cái dạng đi của đứa trẻ, thì có vững hay không, có dễ bộ hay không, cái chứng chứng có bị quẹt ở bên nào không, có tình trạng quẹt có nghĩa là có tình trạng yếu hay liệt, có nghĩa là hẳn nhất chứng được lên á, cái đó là đánh giá về cơ lực ở chi dưới, nói về những đứa đi được đó nha. Và cơ lực ở chi trên á thì dễ đánh giá hơn. Em phải sử dụng chuẩn bị một món đồ chơi, thường là màu sắc loè loẹt á, đứa nó thích hơn, em sẽ đưa cho hắn nha. Em đưa cho hắn rồi á, em biết rằng trẻ con á là có tính sở hữu rất là mạnh nha. Cái chi đưa vô tay hắn rồi á, thì việc trả lại là hơi bị khó đó nha. Đó. Khi nó chơi được tập rồi á, em sẽ tới, em sẽ xin lại, có nghĩa kéo lại, thì em việc tính sở hữu không mạnh mà đời nào đưa cho các em anh sẽ giữ lại, và khi em kéo cái đó về để trẻ nó kéo về phía đứa bé, thì các em đã có một cái gọi là đối kháng nha. Khi mà đứa trẻ này đối kháng em sẽ nhận định được là đứa trẻ này có tình trạng mạnh hay không mạnh nha. Thường để có thể đơn giản đánh giá hai tay thì em đưa hai món, mỗi món cầm một tay thì em sẽ dễ kéo hơn. Còn trong trường hợp của em không có đồ chơi thì em sẽ sử dụng cái bút, mày mày đưa chọn thích bút á, em một đưa một bút xanh của tay trái với một bút đỏ của tay phải chẳng hạn nha, và em đưa xong em kéo lại để em có thể đánh giá được cơ lực của hai tay của đứa bé nó có đều hay không, khi em sử dụng cả lực hai tay của chúng ta là ngang nhau nha, yếu hay không, đều hay không, có tình trạng liệt hay không. Liệt có nghĩa là đứa trẻ nó không dùng cái tay kia để nó cử động động tác luôn, nó để cái tay nó thả lỏng, con chỉ có sử dụng tay kia thôi, thì đó gọi là liệt. À. Còn trong trường hợp mà đứa trẻ không đi được thì em làm rằng thì đứa trẻ nó nằm trên giường á, chưa đến tuổi đi, nó nằm trên giường á, và em có thể nắm hai cái bằng chứng của hắn lại và cu lẹt vào nơi cái lòng bằng chứng của đứa trẻ. Em thì trẻ con giống người lớn mình nói, cu lẹt lòng bằng chứng nó nhột mà, à không, không phải khác với người lớn nhá, người lớn có mấy người chứng bị chai đâu có cu lẹt được, nhưng mà em yên tâm, trẻ con chứng nó da nó mềm mịn, nó vẫn mỏng lắm. Em chỉ biết cu lẹt nơi chân của đứa nhỏ, và em thấy rằng á cái thương cô lẹt nhột mà nó có chân lại đặt thẳng vào mặt của em, có nghĩa là cực kỳ mạnh nha. Nhưng mà thương chúng ta phải đề phòng những trường hợp đó, nên là em vừa cô lẹt vừa giữ chân của đứa bé, nếu như nó rụt cái chân lại mạnh hoặc là nó đạp ra mạnh á, thì em sẽ biết cơ lực của đứa trẻ là có tốt hay không nha. Thì đó là đối với những đứa trẻ dưới 5 tuổi tuổi còn đứa trên 5 tuổi thì em sẽ sử dụng các nghiệm pháp sau để đánh giá. Nghiệm pháp 3D và nghiệm pháp Mingazini. Thì cả hai nghiệm pháp này đều thực hiện á, đó là ở tư thế nằm ngửa. Nên thầy giới thiệu trước và thầy cho các em qua video sau. Ở tư thế nằm ngửa. 3D. Ở đây thì thầy đánh giá là 3D chi trên, tức là đánh giá cơ lực ở tay. Và Mingazini là đánh giá ở chi dưới. Thì động tác đối với 3D chi trên có nghĩa là trẻ nằm ngửa này, hai tay đưa lên vào với mặt phẳng giường một góc là 60 độ, tư thế là lòng bàn tay nó ngửa ngửa chứ không phải sấp, cả em nên biết rằng khi mình giơ lên nữa là có cả tư thế nằm ngửa, có cả tư thế nằm sấp. Thì khi em lật bàn tay đưa lên mở tư thế ngửa nó sẽ máu mỏi hơn ở tư thế nằm sấp. Vì sao mình cần máu mỏi, mục đích của mình là gì, và để cho nó máu mỏi thì nó sẽ bộc lộ cái tay yếu nhanh hơn, còn đối với liệt mà nhớ lên mình đỡ lên nên đỡ mình thả cái tay ra được cái trật rồi nha. Tương tự giống như với mình ra gì chi dưới, có nghĩa là sẽ có cái chân lên cẳng chân nó vuông góc với đùi, cẳng chân song song với mặt phẳng giường, và quan sát trong vòng khoảng 30 giây cả tay cả chân đều như vậy. Thì bên nào mà nó yếu thì nó có tình trạng chập chờn, còn nếu như mà liệt á nó sẽ rớt cái bạch xuống. Và em lưu ý rằng là khi mà mình ví dụ giống như nâng cả hai tay lên ngang mặt phẳng 60 độ á, thì mình đỡ tay của mình nhấn lên ngang mặt phẳng 60 độ, nếu như mình nghi ngờ liệt là mình đỡ lên trước, rồi sau đó mình bảo mình nhấn là cố gắng giữ tay lại rồi. Thế như các em quan sát video, đây là cách thực hiện. Rồi Mingazini giờ nhớ lên ba đây chi trên đó là
60 độ, tay ngửa. Là ba đây chi trên hai tay nó cứng sững này, không có tình trạng dập chân, có nghĩa là không hiểu liền. Bây giờ mình ra Gini, cẳng chân vuông góc với đùi, cẳng chân song song với mặt phẳng giường. Và em quan sát có thể có tình trạng dập chân hay không. Đó, hai bên đều đều nhau, nghĩa là cơ lực nó bình thường. Và em lưu ý đang quan sát trong vòng từ 20 đến 30 giây. Rồi. Bây giờ các em sẽ quan sát một trường hợp bệnh lý và người thực hiện làm là biện pháp Barre chi trên. Và em quan sát cái video bệnh lý này và cho thầy biết là cơ lực của bệnh nhân này như thế nào, yếu hay liệt, và nếu yếu thì yếu tay nào. Rồi, các em comment đáp án như thế nào? Comment đáp án như thế nào? Rồi, rất tốt. Ở bệnh nhân này á có tình trạng yếu tay trái, các em để ý rằng á là cái tay trái của bệnh nhân á, tức là sau một cái thời gian nó bắt đầu dần dần đi xuống, và em để ý rằng á có tình trạng dập chân. Dập chân nghĩa là đó, nghĩa là khi mà giơ cái tay lên như vậy thì khi mà nó yếu, có nghĩa là máu mỏi nên nó di chuyển xuống dần dần dần. Nhưng mà vì cố gắng giống như không muốn trẻ con giống như người lớn, anh ạ, chỉ giường cao lắm, có nghĩa là khi mà như thế á, nó sẽ cố gắng giơ cái chân tay lên lại, cho nên các em sẽ thấy động tác á, thông thường là nó tình trạng dập chân, có nghĩa là hẳn ngoại quá rồi hẳn hà xuống, nhưng mà cố gắng để lên lại cho nên nó giơ cái tay lên lại, em sẽ thấy là khi mà đi xuống có tình trạng dập chân, lên rồi mới xuống, lên rồi mới xuống. À. Rồi tiếp. Thì khi mà phân tích về cơ lực á, thì thầy có nói với các em á năng á, thì khi mà khám phân tích từng đoạn chi thì là biết tình trạng liệt của đứa trẻ liệt hoàn toàn hay không hoàn toàn, và khi mà có tình trạng yếu á thì em tuy em phải biết rằng á, khi mà đánh giá sâu có nghĩa là chúng ta phải đánh giá là yếu mức độ nhẹ, mức độ vừa hay mức độ nặng nha. Thì cái này là em phải thông qua cái bảng điểm khám cơ lực bằng tay, đánh giá bao gồm có 5 nhóm cơ chủ chốt ở chi trên và 5 nhóm cơ chủ chốt ở chi dưới nha. Thì cái 5 nhóm cơ chủ chốt này á, vài bữa thì đến năm thứ năm á, các em sẽ học cụ thể hơn. Vì thầy giới thiệu cái này á, nó nhiều quá đôi khi các em sẽ bị loạn, cho nên là thầy giới thiệu sơ để các em biết thôi, chứ thầy không dạy các em cụ thể là 5 nhóm cơ chủ chốt nào. À, đến năm thứ năm khi em học về phục hồi về chức năng á, năm thì em sẽ được họ nói cụ thể về 5 nhóm cơ chủ chốt này. Ở đây thầy chỉ nêu ra để cho các em biết thôi nha. Rồi, 5 nhóm cơ chủ chốt ở chi trên là bao gồm có cơ nhì đầu gần tay này, liên quan đến phân tủy sữa C5 này, cơ duỗi cổ tay quay này, C6 này, cơ tam đầu gần tay là do khoanh tủy C7, gập các ngón sâu C8, và dạng các cổ út tức là ngực 1, cổ 8 là ngực 1. Rồi, 5 nhóm cơ chủ chốt ở chi dưới thì gồm có nhóm mà thắt lưng trầu, tức là hoãn L2, hoặc tức là đục đục sống đục tụy L2, tứ đầu đùi là tụy L3, cơ chay trước là L4, duỗi ngón chân cái dài là L5, và cơ bùng chân tức là S1. Đó, thì đó là các cái 10 nhóm cơ mà thường thử nghiệm ở trên lâm sàng để đánh giá cái mức độ liệt, và đó là những cái nhóm cơ mà hay ảnh hưởng đến vận động nhất, cho nên người ta hay liệt kê ra để khám. Như chưa các em biết được như thế thôi, chứ cần phải biết nhiều á, hai bữa càng lên cao em sẽ học càng xấu hơn, không nên tham quá. Biết ngang giới thiệu ngang là được rồi, nhưng mà các em phải biết được sơ bộ về thang điểm đánh giá cơ lực bằng tay đánh giá như thế nào. Nó đi từ 0 điểm đến 5 điểm. 0 có nghĩa là liệt hoàn toàn,
Một là co cơ nhẹ, tức là có tình trạng co rút của sợi cơ nhưng lại không thực hiện được động tác. Mức độ 2 là thực hiện được động tác khi bỏ qua trọng lực. 3 là thực hiện được động tác mà chống lại được chịu trọng lực. 4 có nghĩa là đối kháng nhưng mà khi so sánh hai bên á, thì yếu hơn bên còn lại. Còn 5 á, có nghĩa là cân xứng hai bên. Rồi. Thì bây giờ để dễ cái này thì thầy ví dụ cho các em một cái. Ví dụ thầy đánh giá là cơ nhị đầu đi. Cơ nhị đầu. Thì bình thường là em biết rằng là cơ nhị đầu có cái động tác gì, đó là gập cẳng tay vào cẳng tay, đúng nha. Rồi. Và khi đánh giá cơ lực á, thì người ta luôn đánh giá cơ lực từ bậc 3. Bậc 3 là đánh giá như thế nào? Đó, nó gọi là thực hiện được động tác chống lại chiều trọng lực. Thế thế nào gọi là chống lại chiều trọng lực? Ví dụ giống như đối với cơ nhị đầu thì em biết là gập cẳng tay vào cẳng tay rồi, thì ở tư thế là em đặt ngửa. À, thì khi em gập cẳng tay vào cẳng tay á, thì khi ở tư thế em để nằm ngửa á, thì em thấy rằng là trọng lực nó kéo cái cẳng tay xuống, mà mình gập được cái cẳng tay vào cẳng tay, có nghĩa là khi mình thực hiện được động tác ở tư thế đặt ngửa thế này á, thì có nghĩa là nó chống lại được chịu trọng lực. Nếu như bệnh nhi mà làm được cái động tác này rồi thì em chuyển qua đánh giá đối kháng hai bên, có nghĩa là từ bậc 3 đi lên thôi. Em sẽ đánh giá hai bên, em sẽ nói để trẻ là con chứ bác con với bác chơi cho kiểu con rồi, con gông về phía con, bác kéo về phía bác, có thử ai mạnh hơn ai đó. Thì khi em làm thử cái này á, thì đứa trẻ nó gông về phía hàng và em sẽ kéo về phía mình. Em chú ý năng lực hai tay của chúng ta phải ngang nhau, và nếu như một bên đứa trẻ nó yếu hơn, có nghĩa là không cân hai bên, thì bên đó á, là bậc 4, còn là bậc 5. Còn nếu như cả hai bên đều cân, tức là bên trái bên phải giống như nhau, thì gọi là bậc 5 trên 5 nha. Cái này thêm một cái mèo để nói với các em thôi. Đấy là sau khi em khám xong, có nghĩa là đều hay không đều rồi đó, như em nên đã đo thua được trẻ. Ui là con mạnh quá, bác thua con rồi, rồi cho đó em mới thả tay ra. Đấy, thì lúc sau được trẻ rồi mới hợp tác, mới cho em chơi tiếp được. Thắng thì mới chơi tiếp, chứ thua thì chơi chi nữa, đúng không? Để em lưu ý đối với trẻ con, phải giống người em kêu người lớn là em là bác làm thế này, bác làm thế kia, rồi theo con nữa, theo bác sĩ đâu đây này nọ. Chứ con trẻ con nếu em không biết cách dụ thì đứa trẻ nó sẽ không cho các em khám, đặc biệt đối với những cái mà trường hợp cần phải hợp tác. Rồi thì giờ chứ giả sử đứa trẻ nó không thực hiện được động tác ở bậc 3, có nghĩa là ở tư thế tay ngửa, đứa trẻ nó không thể gập cái cẳng tay vào cẳng tay được, về bây giờ mình phải thực hiện được, mình phải làm, mình phải bỏ qua trọng lực đi để có thử đứa trẻ nó có thực hiện được hay không. Thì có ai có gì ý tưởng nào để nói cho thầy biết hay chứ, mình làm cái động tác gập cơ như vậy, tức là cơ người gập có của cơ nhị đầu gập cẳng tay vào cẳng tay mà bỏ qua chiều trọng lực, thì làm nào mình làm đấy. Có ai có ý kiến chia về cách bỏ qua chiều trọng lực không? Có một số ý kiến đúng này. Bạn Đạt nói rủ trẻ chơi vật tay. Chơi vật tay là thực sự mà chơi vật tay là gọi là chiêu đối kháng rồi em nè. Là thực hiện đối kháng rồi, là mức bậc cao hơn cả bậc 3 thì đó. Nếu như mà đúng á, một số bạn nói đúng này, cả em sẽ cho đứa trẻ nó đặt tay lên bàn hoặc lên giường. Đặt tay lên bàn lên giường, thì khi đặt tay lên bàn lên giường á, thì toàn bộ trọng lực nó đã đặt lên là rồi. Tay của đứa trẻ ở tư thế nghiêng đặt hoàn toàn lên trên cái bàn á, thì lúc này tác động của trọng lực là đều như nhau và nó có bàn đỡ lại rồi nha. Cho nên là lúc này mình đã bỏ qua được trọng lực, và nếu ở tư thế này đứa trẻ nó thực hiện được động tác thì gọi là bậc 2. Bậc 1 có nghĩa là đứa trẻ nó không thực hiện được động tác khi đỡ tư thế mà đặt ở trên bàn này rồi á, thì lúc này cả em sẽ bóp vào mấy cái cơ nhì đâu đó và nói đứa trẻ rằng là con cố gắng co tay lại
Thì khi để trẻ này dù nó không thực hiện động tác nhưng mà khi em bóp vào mấy cái cơ gì đâu ấy, em cảm thấy ở phía dưới tay của mình có tình trạng là cái hơi chi động, hơi co đồ gì đó nha, thì đó chính là bậc một. Còn nếu như em bóp vô rồi mới kêu cháu hắn cố gắng rồi nhưng mà thấy vẫn mềm nha, mềm xèo mềm nhão không có cái gì hết á, thì người ta gọi là liệt hoàn toàn rồi. Thì đó là thang điểm từ 0 đến 5 rồi. Thì em lưu ý rằng này, đây là khi mà mình đánh giá mức bốn mức năm á, mình kêu là đối kháng yếu hơn đối bên, không cân xứng hai bên, lợn bị yếu cả hai tay thì năm năm đó, giống như trong cái trường hợp cơ nhì đâu đó, nếu như nó yếu cả hai tay thì năm. Thì khi về mặt lý thuyết á, là người ta nói thế này nè, nếu như đứa trẻ nó bất thường cả ở hai bên thì các em sẽ so sánh với một đứa trẻ có cùng độ tuổi, có cùng giới tính nha. Ví dụ giống như em may mắn em vỡ được đứa đứa bình mà cùng ở bên cạnh hắn, cùng độ tuổi cùng giới tính, bây giờ hết quá mình đánh giá luôn. Nếu mà không thì em phải chạy đi tìm ở tầng khác, ví dụ bao nhiêu ở tầng 5 tầng chẳng hạn đó. Thực ra đó là về mặt lý thuyết thôi, còn đối với những cái đứa trẻ khi mà em đánh giá thế này á, nó dựa vào kinh nghiệm của người khác. Thế nào gọi là kinh nghiệm người khác? Đây là lý do mà người thầy rất là khuyên các em khi mà đi lâm sàng á, ví dụ năm tư em đi nhi chẳng hạn á, những đứa trẻ bình thường không có vấn đề gì về thần kinh thì các em vẫn nên khám cơ được có chứng lực cơ, với mục đích gì? Để về để mình biết được là ở độ tuổi nó, một đứa trẻ bình thường thì nó cỡ khoảng thì cơ lực có chứng lực cơ cỡ khoảng ngang đó, để có thể so sánh với những đứa trẻ bị bệnh lý. Không phải là khi nào các em cũng gặp may các em cũng tìm được một đứa trẻ có cùng độ tuổi cùng giới tính để mà so sánh được chưa. Tiếp đánh giá về trường lực cơ. Đánh giá về trường lực cơ á, thì gồm có 3 mục để các em đánh giá, gồm có đồ chắc, đồ bé vậy và đồ co duỗi. Đồ chắc thì em bóp bóp ví dụ khi nào khám thì cũng phải cùng nguyên tắc, có nghĩa là khi nào cũng so sánh hai bên cả. Và đồ chắc có nghĩa là em sẽ bóp ví dụ giống như em bóp cái cơ nhì đâu hai bên của đứa trẻ đấy nha, quá thử tình trạng đồ chắc của hai bên nó có cứng sững hay không, có đều hay không, thì cái này gọi là đồ chắc đó. Đồ vẽ vậy, đồ vẽ vậy thì có nghĩa là cách khám như thế nào. Đối với chiếc kem đánh giá đồ vẽ vậy thì trẻ ở tư thế nằm ngửa, cẳng tay của đứa trẻ sẽ vuông góc với mặt phẳng dương, em tưởng tượng ra giờ, có nghĩa là nằm ngửa này, cẳng tay vuông góc với mặt phẳng dương. Thông thường thì cái này thì biểu diễn ở trên một sinh viên tình nguyện thì là dễ hơn, nhưng chứ nói bằng miệng thì hơi em phải chú ý về cách tưởng tượng nó nằm ngửa, cẳng tay nó vuông góc với mặt phẳng dương. Đặt sát lại khi anh giáo với đồ bé vậy là bé vậy, là bé vậy cái gì, bé vậy là bé vậy cái bàn tay của đứa trẻ, thì em sẽ cầm vào cầm lấy cái cổ tay của đứa trẻ nó hơi tụt xuống một tí để cho cái cổ tay của đứa trẻ nó vẫn thả lỏng. Và các em ở tư thế đó các em sẽ lắc, em sẽ lắc và quan sát cái lòng bàn tay của đứa trẻ nó bé vậy hai bên có đều nhau hay không. Đó, đánh giá về đồ bé vậy. Đồ bé vậy ở chi dưới thì ở tư thế nằm sấp tương tự như vậy, cẳng chân nó vuông góc với mặt phẳng dương, và em nằm phía dưới cái cổ chân của đứa trẻ hai đến một tí, sau đó cũng lắc và so sánh đó, và đồ bé vậy rất là dễ dàng. Đồ có duỗi, đồ có duỗi ở chi dưới á, là sử dụng cái nghiệm pháp đó là cái gọt chân vào móng á, quay thử đứa trẻ nó có gập được tối đa vào móng là khoảng bao nhiêu, có chạm được móng hay không. Nếu không chạm được móng thì các em sẽ lấy cái thước, em sẽ đo từ cái gót chân vào cái móng của đứa bé khoảng cách khoảng bao nhiêu cm, sau đó các em sẽ cố gắng ép ép cả hai bên lại, tức là ép cái gót chân vào móng của đứa bé có thể hai bên nó cũng cứng hay nhau, cứng nhau hay không, và cái số cm nếu như không chạm được thì nó có bằng nhau hay không. Đó là đồ có duỗi chi dưới. Đồ có duỗi chi trên thì làm cái động tác có nghĩa là vòng cái tay, vòng cái tay qua cổ, quay thử có chạm được cái xương bả vai cùng bên hay không. Thông thường thì nó chạm được ngang cái xương gáy vai á, xương gáy vai, nếu như không tới được xương gáy vai chỉ ngang cái cổ thôi á, thì người ta chẳng định là đồ có duỗi giảm nha. Và đương nhiên phải có sự so sánh cả hai bên, có nghĩa là bên này bên kia nó có tương xứng với nhau hay không. Em biết rằng một số người mà diễn biến xiếc chẳng hạn, đồ có duỗi của họ là lớn lắm, không những mà để này nó chạm được cái xương gáy vai mà nó cũng chạm được cái mỏm vai ở bên kia nữa nhé. Thì đó là những cái trường hợp đặc biệt.
và đó là lý do mà thầy nói là các em phải khám hai bên, ví dụ giống như bên này bên 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 trái thằng chạm được cả thấu xa nên một vài lần bên tay phải nó cũng tương tự như vậy. Vậy thì mình phải kết luận họ bên bên lý nha, bên kết luận của họ là đôi khi có thể là bình thường. Bình thường là khi này khi gì, khi em khám những cái khác ví dụ giống như cơ lực cũng bình thường này, khám đồ bé vậy bình thường, đồ tắc cũng bình thường, vậy thì mình kết luận đó là người bình thường, nhưng mà đồ có duỗi của họ tốt hơn so với người bình thường thôi nha. Đó đó là gọi là đánh giá về bệnh lý, không phải là chỉ có một một trong ba yếu tố đánh giá bất thường thì người đâu gọi là bất thường. Và em lưu ý rằng trong trường lực cơ á, khi mà em nhận định trẻ trường lực cơ tăng hay trường lực cơ giảm thì phải có hai trong ba yếu tố mà thầy nêu ở trên bảng á. Trường lực cơ tăng là khi đồ chắc tăng, đồ bé bị giảm và đồ có dưới giảm, phải có hai trong ba cái mục ở trên á, thì em mới được kết luận là bất thường. Còn nếu chỉ có một trong ba thì em lưu ý xem lại đánh giá lại, nếu như vật như vậy thì chưa gọi là nhận định là bất thường. Thì tương tự giống như bên khám cơ lực vậy, em thấy đồ có duỗi, em thấy rằng cái động tác mà gót chân chạm mông hay là vòng tay qua cổ chạm xương bả vai thì phải là những đứa trẻ mà có tình trạng hiểu hiểu được, có nghĩa là mà nó thực hiện được theo cái mình nói hợp tác với chúng ta thì mới đánh giá được. Còn ai những cái đứa trẻ khác mà không hợp tác thì em chỉ đánh giá được đồ chắc và đồ bé vậy mà thôi. Nhưng mà thầy nói đối hai trong ba thì vẫn kết luận được, em và luôn em lưu ý những trường hợp này. Rồi về đánh giá về phản xạ, thì cái sơ đồ này đó là nhắc lại về cung phản xạ người chúng ta nha. Cái cung phản xạ các em biết rồi, đầu tiên đó là cơ quan tiếp nhận sợ sẽ tiếp nhận cái mà kích thích truyền theo sung thần kinh theo dây hướng tâm đi về cơ quan xử lý, ở đây đó là tủy sống nha. Từ tủy sống nó sẽ phát sung thần kinh đi theo đường dây lý tâm đến cơ cơ thực hiện có tình trạng có cơ và đáp ứng lại cái này em liên quan đến về về cũng phản xạ ở người. Thì cái này là cái em biết rồi, thầy chỉ nhắc lại sơ với hỏi rồi. Phản xạ đầu tiên đó là phản xạ về gân xương. Phản xạ gân xương thì đơn giản là em nghĩ thế này này, khi các em tác động vào cái gân, cụ thể đây là em dùng búa phản xạ để gõ vào cái gân mà các em cần khảo sát thì có phản xạ, có nghĩa là khi các em gõ vào cái gân này thì cái cơ mà có cái gân này á nó có rút lại và thực hiện động tác thì gọi là có phản xạ đó, đơn giản như vậy thôi. Ví dụ em gõ vào gân xương mảnh tre nha, thì cơ tự đầu đuôi nó sẽ có lại và thực hiện được cái động tác đó là cái chứng nó đã ra trước đó. Đơn giản như vậy thôi đó. Thì các cái phản xạ gân xương mà chúng ta thường khảo sát đối với chi dưới em sẽ khảo sát và phản xạ là gân gọt này, phản xạ gân gân xương mảnh tre này, ở chi trên đã sẽ khảo sát phản xạ là mọc trong quay gọi là cánh tay quay, rồi phản xạ cơ tam đầu và phản xạ cơ nhị đầu. Cái đây là cái video thăm khám về các cái phản xạ ở trẻ con. Thì phản xạ này gân xương nên là có hai cái tư thế có thể thăm khám: tư thế ngồi và tư thế nằm. Ở đây về video biểu diễn là tư thế ngồi, còn tư thế nằm làm cũng tương tự như vậy nhưng mà nó đơn giản hơn một tí. Nhưng tư thế nằm thì hay làm với những đứa trẻ nó hợp tác hơn, hợp tác với vì đặc biệt nó bị chiều nằm yên. Còn những đứa trẻ mà nhỏ nhỏ hơn đó thì thường nó cũng chiều nằm yên, bọt đặt hẳn xuống nó sẽ khóc, nó sẽ đòi bố mẹ. Cho nên những đứa trẻ mà nhỏ thì cái tư thế mà khám ổn nhất đối với những đứa trẻ nhỏ này á là tư thế ngồi, đặc biệt là ngồi trong lòng bố hoặc mẹ để chăm sóc. Rồi để em quan sát video. Em để ý ông bác sĩ này á, đầu tiên là ông sử dụng cái con rối để đánh giá lạc hướng đứa trẻ, đấy là gõ về phản xạ gân gân xương mảnh tre đấy, em để ý này, gõ vào cái chứng nó đặt ra. Rồi,
gõ vào cái lòng bàn chân nó tương tự giống như phản xạ của gân gọt đó các em. Rồi tiếp đánh giá gân cơ nhì đầu. Em để ý khi nào họ khảo hai bên so sánh gân cơ tam đầu, gõ gân cơ tam đầu rồi. Về phản xạ mỏm trong quay thì ông này muốn gõ, em thấy cách khám nó tương tự như vậy. Thì khám về phản xạ gân xương này ấy, với lời khuyên của thầy ấy, là các em phải tập khám nhiều, đặc biệt là giống như đối với buổi học thực hành thì lâm sàng mà thường thông thường thì hay cho ấy, là mấy bạn sẽ thực tập với nhau gõ càng nhiều càng tốt, quen cái tay làm gì. Và đặc biệt là phản xạ gân xương người lớn ấy, do đôi khi họ chú ý nhiều quá cho nên là không có, mình phải đánh lạc hướng người lớn để họ đừng có chú ý tới những thứ mà chúng ta làm. Còn đối với trẻ con á, khám phản xạ gân xương thường là nhạy hơn, dễ khám lắm, nhưng mà em đi thực tập em sẽ thấy. Em quay lại lần nữa. Em còn nghe được cái tiếng của video không? Thầy dạy mấy lần rồi mà thường là không không bật được cái tiếng của video này, mà trong khi một số người là nghe được tiếng video. Thôi thật ra hẳn quan trọng lắm, tại vì cái mà thầy đây là video tiếng là tiếng Anh thôi mà thầy nói với các em rồi, nhưng mà giống như mà sau này cái tình huống á, là các em sẽ quay trực tiếp qua đường link cho nên là em sẽ nghe được cái video tiếng cụ thể, còn cái này thì thường cũng cần. Rồi thì đây là cái bảng phân tích về phản xạ gân xương. Thì em biết rồi, khi khám thì có phải có biết được là khi nào là bình thường, khi nào là bất thường. Ví dụ phản xạ gân xương thì em sẽ biết là mất này, giảm này, bình thường này hay tăng này, thì các em phải có cái bảng để phân tích. Cái bảng này á, thì nó sẽ cùng với bảng phân độ phản xạ của nước ngoài nha. Nên sau này các em học đọc sách tiếng Anh chẳng hạn á, nó sẽ không dễ bị lầm lẫn. Về hiện nay á, thì có một số bác sĩ á, do họ không nắm rõ cái phân độ phản xạ này, ví dụ giống như phản xạ gân xương tăng thì họ hay ghi là phản xạ gân xương tăng nó cần cần đó, thế rồi là họ sai nha. Vì thì người ta về quy ước, người ta có quy ước cụ thể về bao nhiêu cái đánh kỹ số kỹ hiệu gọi là bất thường bình thường, thì các em nên lưu ý về cái bảng phân độ này để biết nha. Vì nhiều bác sĩ sau này ra trường họ cứ làm theo cái gọi là kinh nghiệm của họ, ví dụ giống như tăng họ cứ nghĩ tăng á, là họ đánh giá một cộng, tăng nhiều thì họ đánh giá thêm cộng nữa thành hai cộng, nhưng thực sự không phải như vậy. Chúng ta có cái bảng phân độ cụ thể. Khi kỳ hiệu không có nghĩa là mất phản xạ, tức là hoàn toàn không có, khi em gõ bảo đảm chính xác vào cái vị trí gần đó mà ở trẻ không hề thực hiện được động tác thì gọi là không điểm. Một cộng được gọi là giảm. Thế nào gọi là giảm? Giảm có nghĩa là em gõ đúng rồi, gõ đúng vị trí rồi, nhưng mà làm 3 đến 4 lần thì đứa trẻ nó mới thực hiện động tác một lần thì gọi là giảm. Hai cộng bình thường có nghĩa là em gõ vào đứa trẻ nó có đáp ứng, gõ vào có đáp ứng và gọi là bình thường. 3 cộng gọi là nhạy, nhạy có nghĩa là răng, có nghĩa là với lực rất là nhẹ em gõ vào vị trí đúng nhưng mà em đặt cái lực nhẹ thôi mà đã có rồi thì người ta gọi là nhạy. 4 cộng được kết luận gọi là tăng phản xạ. Thế nào gọi là tăng phản xạ? Tăng phản xạ khi có dấu đa đồng có nghĩa là khi thông thường là em gõ một cái động tác sẽ thực hiện một cái thì gọi là bình thường. Đó. Nếu như em gõ một cái nhưng nó lại thực hiện hai lần của cùng một cái động tác gõ đó thì người ta gọi là dấu đa đồng. Đa là nhiều lắm, ở một lần gõ nhưng mà lại gây ra nhiều tác ứng thì gọi là dấu đa đồng.
Cái thứ hai, tăng phản xạ có thể được định nghĩa như sau, có nghĩa là ví dụ giống như em gõ cái gân xương bàn chai chẳng hạn, em gõ đụng vào cái gân đó thì nó mới thực hiện động tác. Bây giờ á, em gõ kỹ cần cái vùng gân, gõ kỹ cần nó có nghĩa là không trực tiếp tới cái gân, sát cái bên đó, cái vùng cớ thôi, sát bên đó, nhưng mà đứa trẻ vẫn thực hiện được động tác đó thì người ta gọi là tăng phản xạ. Nắm còng thì khi đó có dấu clonus, dấu clonus có nghĩa là tình trạng rung giật cơ. Hãy đánh giá ở gân gọt đây, có nghĩa là khi các em thực hiện động tác bẻ cái băng chân về phía mu chân, có nghĩa là làm cho cái gân gọt nó cắn ra, thì đứa trẻ bắt đầu có tình trạng rung giật, thì người ta gọi là dấu clonus. Thì tí nữa thầy sẽ cho các em quay video này, và khi các em có dấu clonus rồi, các em cần dùng cái búa phản xạ để gõ nữa, các em có thể khẳng định luôn là đứa trẻ này tăng phản xạ gân xương chi dưới đó. Thì em lưu ý này, bất thường được gọi là bất thường khi các em đánh giá cho điểm là không điểm hoặc là 4 cộng hoặc là 5 cộng, đó là chắc chắn là bất thường chắc chắn luôn. Còn nếu như là 1 cộng tức là giảm đó nghe, giảm vẫn có thể là bình thường hoặc là nhảy vẫn có thể bình thường khi có sự tương xứng giữa hai bên, tức là giống như bên trái phải giống nhau, tương xứng giữa, ví dụ chi trên là bên phải bên trái là giống nhau, chi dưới là bên trái bên phải giống nhau, hoặc là có sự tương xứng ở chi trên và chi dưới, chi trên hàng cũng như nữa mà chi dưới cũng như vậy thì cái này chấp nhận được. Đương nhiên là chi trên chi dưới phải kèm hai bên nha, đó. Thì gọi là bình thường, còn chắc chắn bất thường thì là không bốn cộng năm cộng. Còn nếu như không có đối xứng hai bên, ví dụ giống như đứa trẻ này ở điểm một cộng là giảm hoặc là ba cộng mà là nhảy á, mà ở bên trái á, thì có bên phải thì không, thì đứa trẻ này vẫn được xếp vào là bất thường. Thì cái này em cho biết để vài bữa nay đọc sách hoặc là lên ứng dụng trên lâm sàng. Đó. Bây giờ các em quan sát video về dấu clonus. Thì đây là thầy quay trực tiếp trên bệnh nhân của thầy luôn. Đứa trẻ này có tình trạng là lúc đầu chẩn đoán là theo dõi u ở tủy sống, vì nó có những bất thường liên quan đến tủy sống về cả vận động và cảm giác. Thì các em để ý về động tác làm dấu clonus này. Em sẽ gập cái băng chân về phía mu chân để làm cho cái gót chân nó căng ra, và khi gót chân nó căng ra thì đứa trẻ bắt đầu có tình trạng rung giật, nhưng mà là dấu clonus. Rồi em quay lại thêm một lần nữa. Rồi, đây là video thứ hai ví dụ clawless này, và ở tư thế nằm ngang thì em dễ để ý hơn. Đây là một đứa trẻ bị bệnh lý bại não, thể tăng trương lực cơ mà nó có tình trạng tăng phản xạ gân xương ở chi dưới nữa. Rồi khi cái dấu này các em nghĩ đứa trẻ nó vẫn cười vẫn nói, có nghĩa là cho các em biết điều gì, cái tình trạng này hoàn toàn không đau. Tôi khi làm cái dấu nào ý đấy để cả nó không hề có tình trạng đau đớn gì hết, tương tự giống như khi làm với cái chân còn lại này. Dấu clonus á không bắt buộc phải là có biểu hiện cả hai chân, chỉ cần một chân là cũng được thôi, nhưng mà để cả này đặc biệt có cả hai chân. Rồi tiếp theo thì là em nghỉ giải lao một tí, 1 tiếng rưỡi rồi, nghỉ giải lao 10 phút rồi chúng ta học tiếp nhé.